Hello các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại series đầu tư chứng khoán thực chiến nâng cao của anh Lương Vịt. Ở bài trước thì chúng ta nói rất là nhiều đến cái vấn đề Fed tăng lãi suất hay là vấn đề về điểm mua điểm bán đúng không? À, hay là vấn đề về định giá cổ phiếu đúng không? Ở series căn bản có một cái video định giá cổ phiếu. Ai mà chưa xem lại series căn bản, series nâng cao thì xem lại hết nha. Tại vì những clip mà em chia sẻ với các bác thì nó sẽ rất là logic với nhau. Vì thế ai mà không xem hết những clip trước thì xem những clip này nó rất là khó hiểu. Khi em liên kết lại những cái clip với nhau thì các bác rất là khó hiểu luôn. Ok. Và hôm nay em muốn chia sẻ với các bác một cái bài, đó là điểm mua và điểm bán cổ phiếu trong một số trường hợp cơ bản. Giúp các bác có thể tối ưu được cái hiệu quả giữa điểm mua và điểm bán, làm sao mua đúng điểm, bán đúng điểm, đúng không nhỉ? Hay là hồi đến nhịp nào, đó là cái mà em muốn chia sẻ với các bác trong ngày hôm nay. Và ai chưa follow em thì hãy follow, ấn ngay một nút follow và đặt một nút thông báo, được không? Ở trên kênh YouTube và TikTok Anh Lương Vịt. Ai muốn vào group khách hàng của em để em quản trị tốt hơn thì có thể là sao ạ? Có thể là vào trên quét mã QR trên màn hình hoặc nhắn tin số điện thoại trực tiếp cho em thì em sẽ hỗ trợ các bác vào group khách hàng nha. Để vào cái bài ngày hôm nay thì đầu tiên em muốn chia sẻ tới các bác, đó là về cái việc đây em sẽ show lên. Đúng không? Show lên chơi nha. Ok, rồi chúng ta phải nhắc lại bài cũ một trước thì một chút. Ở ngày hôm trước thì ở trong series căn bản thì em có một cái bài liên quan đến việc định giá. Bây giờ thứ nhất nhá. Để chúng ta phải trả lời câu hỏi, hôm nay chúng ta sẽ học cái câu hỏi này, trả lời cái câu hỏi này. Để mua một cổ phiếu, thì điểm mua nào sẽ là tối ưu cho ta nhất? Nhớ là tối ưu cho ta nhất nhé, chứ không phải đây là điểm mua đúng nhé. Điểm mua này là điểm mua thăm dò, hoặc là điểm mua, hoặc là điểm mua, nhưng mà mua này là mua thăm dò để gia tăng tỷ trọng nhé, sau này nhé. Chứ không phải là điểm mua này là để mua gì? Điểm mua all in. Ở đây chẳng bao giờ all in cả. Ai mà chưa xem clip cách tư duy giải ngân vốn thì hãy xem lại ngay lập tức cái clip tư duy giải ngân vốn. Còn đây là clip này em hướng dẫn là điểm mua một cổ phiếu, tức là khi mà chúng ta bỏ tiền chúng ta mua ấy. Mua này thường là mua thăm dò chứ chẳng ai all in đâu nhá. Đó, để mua là một cổ phiếu thì điểm mua nào là tối ưu cho ta nhất? Đấy là cái các bác sẽ phải lưu ý. Vậy thì có phải hôm trước em đã hướng dẫn các bác là điểm mua dựa trên gì? Có cách một này, chúng ta dựa trên gì? Dựa trên kháng cự và hỗ trợ, đúng không nhỉ? Dựa trên các vùng hỗ trợ. Vùng hỗ trợ, đúng không nhỉ? Đúng không? Hôm trước em chỉ cho các bác các vùng hỗ trợ. Ví dụ, đây. Hôm trước có phải là các bác đã được học ví dụ con... HPG, đúng không nhỉ? Em ví dụ nha, con HPG. Nếu các bác muốn mua thì các bác sẽ mua vùng nào? Đấy. Có phải là khi nó giảm về những cái vùng hỗ trợ của nó trước đó này, các bác nhìn nha. Đâu là vùng hỗ trợ? Khi nó giảm đúng không? Thì đâu là vùng hỗ trợ của nó? Đây là vùng hỗ trợ này, đúng không? Tạo thành những cái nền giá thì nó tạo thành những cái vùng hỗ trợ. Đây là vùng hỗ trợ này, đúng không? Vậy thì khi bác mua cái vùng hỗ trợ này thì nó sẽ khá là an toàn đấy nhá. Tất nhiên là tí nữa em sẽ bảo các bác là để mà đánh giá được thì nó còn phải liên quan đến cái yếu tố gì nhá. Còn phải, vì thế em mới bảo là chỉ riêng về mặt kỹ thuật thôi ấy thì thực sự đó là vứt đi. Mấy ông nào mà giỏi kỹ thuật mà không biết vĩ mô vứt đi. Em nói thật. Đấy. Vậy thì điểm mua cổ phiếu thì tối ưu nhất, một là dựa vào các vùng hỗ trợ. Hai là gì? Phải định giá được cổ phiếu đó. À đâu, phải đổi một lại. Cái này phải thành hai. Một này, phải định giá được cổ phiếu đó. Định giá được cổ phiếu đó. Đúng không? Đấy là cái mà các bác sẽ phải làm, phải định giá được nó. Mà để định giá được nó thì nó phải dựa vào các yếu tố nào ạ? Vĩ mô, đúng không? Lợi nhuận dự phóng, đúng không? Đấy là những cái mà các bác sẽ phải làm để định giá được nó. Và sau khi định giá được nó thì làm sao ạ? Dựa trên các đường hỗ trợ để mua nó. Đấy. Để mua cổ phiếu sau khi định giá có hai cách. Cách 1. Đấy, cái này thì nó chuẩn hơn này. Có hai cách, cách 1. Đây. Được không? Dựa trên các vùng hỗ trợ để mua nó. Cách 2, cách 1, đây là cách 1 nha. Cách 2 là gì ạ? Cách 2. Dựa trên các vùng hỗ trợ rồi, cách 2 là cách ngày hôm nay em muốn chia sẻ với các bác này, là chúng ta dựa vào Fibonacci, đúng không? Hay chúng ta gọi là Fibo đi cho nó đơn giản, đúng không? Chúng ta dựa vào một cái chỉ báo kỹ thuật. Dựa vào Fibo, đây là một chỉ báo kỹ thuật nhé. Chỉ báo kỹ thuật mà hay dùng. Em hay dùng thôi chứ các bác hay dùng cái nào không biết. Nhưng mà đây là em hay dùng vì em đang chia sẻ quan điểm cá nhân của em để các bác tham khảo. Và đây là những cái mà em đã trải nghiệm rồi và em thấy đúng. Và em chia sẻ, nó là những cái công thức
qua quá trình đầu tư của em. Và nếu các bác thấy tham khảo thấy đúng thì các bác sử dụng, không thôi nhá, chứ không phải là cái này nó là gọi là cái gì nhỉ, luôn đúng. Không, chẳng có gì luôn đúng đâu, có một cái điều luôn đúng đó là chẳng có cái gì luôn đúng cả nhá. Đấy, thì các bác lưu ý giúp em. Cách thứ hai là dựa vào Fibonacci, một chỉ báo kỹ thuật hay dùng. Đấy, là để mua một cái cổ phiếu thì chúng ta có bằng vầy cách. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thực tế. Ok, rồi chúng ta cùng đi vào một cái ví dụ ngay sau đây. Đó là ví dụ như là con Hòa Phát. Con Hòa Phát nhé, con Hòa Phát. Các bác lưu ý giúp em, đây là em đang nói là trong một xu hướng cổ phiếu tăng nhé. Nha. Trong một xu hướng cổ phiếu tăng nha. Xu hướng cổ phiếu tăng là gì? Đáy sau cao hơn đáy trước, luôn luôn là như vậy. Để vẽ đường xu hướng thì em đã nói các bác, nói chuyện các bác rồi, để các bác biết rồi. Đây này, cứ vẽ đáy sau với đáy trước. Ví dụ năm trước của con Hòa Phát này, đấy các bác thấy không? Tất cả nó có lệch khỏi cái đường này không? Không đúng không? Thì đáy sau nó đang toàn bộ cao hơn đáy trước đây. Các bác hình dung không? Thì nó trong một xu hướng tăng thì cái nguyên tắc này mới được áp dụng nha, chứ xu hướng giảm nó không được áp dụng nha. Rồi, tiếp này, em sẽ vẽ cho các bác nha, em sẽ lấy ví dụ cho các bác này, các bác nhìn này. Nhìn kỹ nha. Đây này, nhìn kỹ này, con này tăng dã man chưa? Đây, ok. Đây, em lấy cái đoạn này cho các bác nha, cho các bác dễ này. Đây, ok. Rồi, đoạn này nha. Thì các bác nhìn giúp em nha. Nhìn giúp em này, hay lấy con VND đi cho nó dễ. VND đi, đấy, con này có vẻ nó dễ hơn con kia. Dài quá, dài màn hình quá, ok. Rồi, vậy thì đọc lại lý thuyết một chút này. Trong xu hướng tăng định giá là cổ phiếu, cái định giá này đã nói chưa? Làm một video trước đó rồi. Video trước đó trong phần cơ bản rồi. Hướng dẫn định giá bằng OBS, dự phóng lợi nhuận tương lai rồi. Xem lại, ai sẽ xem lại. Hai, để mua cổ phiếu sau khi định giá có hai cách. Cách một dựa vùng hỗ trợ, nói rồi. Cách hai dựa Fibonacci. Đây chính là cách mà em sẽ hướng dẫn các bác. Và để bắt đầu mua cổ phiếu chúng ta phải có ba yếu tố này. Hai yếu tố này phải trả lời được hai yếu tố. Một là định giá nó bao tiền, hai là bắt đầu mới mua nó. Chứ đừng có mua bừa bằng kỹ thuật không. Mà để định giá được thì phải biết vĩ mô, phải biết lợi nhuận dự phóng. Tức là để mà có thể mua được một cổ phiếu, nó có nhiều dã man luôn, cái dữ liệu mà các bác sẽ phải tổng hợp. Vì thế mới xin là giúp khách hàng, vì thế mới là em hỗ trợ. Vì em đã làm hết cái việc đấy cho các bác rồi. Và các bác chỉ việc bê thôi, các bác gì, các bác dùng, các bác sơi thôi. Các bác đầu tư thôi, vì các bác còn cái công việc ở bên ngoài. Vì thế mới xin cho bọn em. Nhưng mỗi người lại có một cái quan điểm đầu tư khác nhau, nhưng với em nó phải chi tiết, nó phải chu toàn như vậy. Thì vì đấy là tiền nong, tiền mồ, xương máu các bác chứ không phải đùa đâu. Đúng không? Đó. Vậy thì các bác cứ hình dung đơn giản là trước khi em làm cái gì đấy, để các bác mua cổ phiếu em cũng phải trả lời được những cái câu hỏi này hết rồi. Nha. Vậy thì đây là chỉ em hướng dẫn lại cái kinh nghiệm của mình thôi. Hai cái đầu thì em đã hướng dẫn rồi nha. Còn cái C2 thì em chưa hướng dẫn, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn. Đấy. Vậy thì cái ví dụ con VND này, chúng ta có một cái điểm mua của nó khi nào? Khi nó điều chỉnh. Ví dụ nha, em sẽ dùng một cái gọi là đầu tiên là trong một cái Fibonacci thoái lui. Để làm gì? Nhớ là đây đang nói trong xu hướng tăng nha. Xu hướng thị trường là tăng nha, xu hướng cổ phiếu là tăng, quên, xu hướng cổ phiếu là tăng. Ví dụ như con VND này, em bảo là nó bảo là cái gì? Đây, ví dụ đây, đây là chân sóng của nó, lên đây đúng không? Đúng không? Đây, em phóng to cho các bác nha. Có một bác hỏi em là: em ơi, thế bây giờ anh còn vào được con VND này không? Sau khi mà chúng ta trả lời được hết câu hỏi vĩ mô, sau khi chúng ta trả lời được hết câu hỏi về định giá rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm điểm mua con VND này. Ví dụ con VND nó đang lên vùng 19. Đây, nó thủng cái cây này, nó về 17, đúng không? Ví dụ nha, nó thủng về 17. Có một bác nhắn tin cho em, bác ấy bảo là: em ơi, VND anh thấy vĩ mô tốt quá, anh định giá nó tầm 28.000, vậy bây giờ anh vào luôn giá 17 chưa hay anh chờ bao giờ? Ok, thực chiến luôn như vậy nhá. Đấy, vậy thì em sẽ trả lời câu, em sẽ dùng Fibonacci thoái lui. Để làm gì? Em sẽ đo từ cái đáy gần nhất, cái đáy sâu ấy, cái đáy sâu nhất ấy. Đấy, lên trên cái gì? Lên trên cái đỉnh mà nó đã tạo trước đó để em biết gì? Để em biết xem nó chỉnh đến vùng nào, nó thoái lui đến vùng nào để em cho bác mua một cái điểm mua tốt nhất. Vậy thì các bác hãy chú ý những vùng sau cho em nha. Chú ý những vùng sau. Một, khi các bác kéo này, các bác sẽ kéo từ cái chân sóng lên cái phần đỉnh. Có phải lên cái phần đỉnh thì lẽ ra em đặt ở đây không? Nhưng mà em kéo dài ở đây nó vẫn ngang mà, để các bác nhìn nó rõ hơn ấy, hiểu không?
Hiểu 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 ý đúng không? Đó. Vậy thì các bác sẽ nhìn này, đừng quan tâm mấy con số này, chỉ cần nhớ cho em công thức này. Sợ các bác lại em đã học, em biết con số này em giải thích các bác nhưng sợ loạn đầu không hiểu. Không đấy cần hiểu đâu nhá. Đây này, các bác để ý cho em, đếm 1 2 3 4 5. Thì cái 3, cái 4, cái 5 là thường là cổ phiếu sau đó nó sẽ giảm về vùng này. Đây này, nó sẽ giảm về vùng này. Đấy, hoặc xa hơn, sâu hơn thị trường nó đào thì nó sẽ giảm về vùng này. Hoặc sâu hơn là nó sẽ giảm về vùng này. Và đó chính là những cái điểm mà các bác nó tạo thành những cái điểm mua cho các bác. Và đó chính là nó tạo những cái điểm mua cho các bác đấy nhá. Lưu ý nhá. Vậy chúng ta sẽ mua ở đâu? Mua ở đây khi nó về 14. Về vùng 14. Đây này, về vùng 14 nó bắt đầu mua được rồi này. Đấy, tức là về lớp cái gap này. Đấy, lớp gap không nói nhá, nhưng mà tức là về vùng vùng 14 này. Vùng 14 nó bắt đầu thăm dò rồi. Thăm dò xong, nếu nó giảm tiếp, mua tiếp ở vùng 12 một lần nữa. Tức là đây là cái quan điểm, đây là bác đã định giá được tiếp là nó sẽ lên 28 rồi nhá. Thì chúng ta phải giải ngân từ từ. Nguyên tắc giải ngân tư duy giải ngân vốn đã nói ở phần video trước rồi, xem lại. Tiếp nha. Khi nó về, nếu về đến tiếp vùng 10 mua tiếp. Còn nếu không mua tiếp thì làm sao? Còn nếu các bác bảo là ô thế mua xong nó gia tăng, à mua xong thì nó tăng vụt là sao, nó không xuống thì sao? Thì cái tiền đấy để gia tăng. Thăm dò rồi thì có phải nó lên thì gia tăng, còn nó xuống thì mua tiếp, vẫn còn tiền mua tiếp thì giá vốn nó sẽ tốt không? Vậy thì khi về cái vùng quanh quanh cái vùng 14 này là mua được một nhịp 10%. Đúng không? Tất nhiên còn phải kết hợp giữa gì? Khối lượng có giảm không? Khối lượng dòng tiền đã bớt bán chưa? Tức là lên đỉnh rồi nhưng gì? Dòng tiền phải bớt bán thì cổ phiếu mới có xu hướng tiếp tục đi lên tiếp. Tức là cung phải ít. Cung phải ít ra ngoài thị trường thôi. Bán vừa thôi. Có hiểu cái chỗ này không nhỉ? Có hiểu cái chỗ này không nhỉ? Rồi ok. Hiểu rồi nhá. Đấy. Đấy là cái mà các bác sẽ phải lưu ý. Tiếp này. Là ví dụ nữa nha. Cho chắc nha. Đây. Ví dụ nữa cho chắc. Ví dụ con khác đi. Còn DG đi. Đúng không? Rất nhiều bác thấy thích con này đúng không? Đây. Em sẽ vẽ một cái Fibonacci thoái lui cho các bạn xem nó về đến vùng nào đúng không nhỉ? Ở đây, em sẽ vẽ từ cái đường này lên đây xem là cái nhịp điều chỉnh này của nó. Ví dụ đây, lên đỉnh này nhiên nó giảm một cây còn 70. Bác hỏi ODG vào được không? Em ơi, anh định giá lên 100.000 cơ. Bây giờ giá 70 hôm nay giảm một cây sàn, anh thích quá, anh muốn vào bắt đáy quá. À, mình phải xem cho anh ấy thì mình sẽ dùng Fibonacci xoáy lui. Dùng từ đáy gần nhất, đúng không? Lên đến cái đỉnh đó đã thiết lập thì nó sẽ về đến vùng nào ạ? Đây, cũng về đến cái vùng 1, đếm từ cái số 3 này. 3 4 5, vậy nó có thể về vùng 3 4 5 này để chúng ta mua. Đấy, nó về quanh quanh này chúng ta mua rồi này, đúng không? Sẽ có những điểm mua, tất nhiên nó chỉ tương đối nhá. Không phải là cái gì nó đúng 100% đâu. Lưu ý nhá. Tương đối, tương đối, tương đối nhá. Đây là cái mà các bác sẽ phải làm nhá. Tiếp theo này. Đây nhá. Em sẽ đo cái này. Nhưng mà quan trọng là trong một cái xu hướng nó phải tăng nhá. Chứ trong một xu hướng mà thị trường mà giảm thì làm sao? Cái này nó lại không đúng. Trong một xu hướng ví dụ cổ phiếu giảm này. Trong một xu hướng cổ phiếu giảm nhá, cổ phiếu giảm này, ví dụ này, cổ phiếu tạo đỉnh này. Tại sao biết cổ phiếu tạo đỉnh? Tại vì thị trường lúc đấy nó đã toang rồi. Thị trường lúc đấy nó sập chẳng hạn, đúng không? Và nó có xu hướng tạo đỉnh lại đúng không? Ví dụ như con này thì bác cũng có thể dùng Fibonacci thoái lui. Nhưng mà cái đáy trước, cái đáy của sau của nó còn thủng cái đáy trước rồi thì là chúng ta lấy làm sao đáy thì chúng ta ướm Fibo đúng không? Chỉ khi nào nó làm sao nó không thủng thì chúng ta mới ướm được thôi. Còn nó thủng vậy thì chúng ta làm sao? Không dùng được cái trường hợp này được. Hiểu hiểu chỗ này không? Và đây, cái đó thì chúng ta cũng dùng Fibo thoái lui nhưng để chúng ta làm gì? Chọn đầu này, không chọn đáy nữa nhá, chọn đầu nhá. Và chọn cái đáy gần nhất của nó, đấy, để chúng ta làm gì? Biết được nhịp hồi của nó để ra hàng. Chúng ta bảo ôi anh quên anh đu đỉnh 100 em ơi, mà định giá bây giờ nó còn có 40 thôi. Chắc nhịp tới nó sẽ có một cái nhịp hồi, em cho anh biết là nó sẽ hồi lên vùng bao nhiêu chúng ta bán được. Nào, có phải Fibonacci thoái lui nhưng cái này là chọn đỉnh trước rồi chọn cái đáy gần nhất đúng không? Thì chúng ta biết nó hồi lên vùng nào. Đếm từ 3 4 5, bỏ 1 2 đi, 1 2 3 4 5 hồi lên vùng 100. Đấy, ai bán là phải bán vùng 100 rồi. Tất nhiên xác suất nó không chuẩn 100% đâu, nhưng nó sẽ cho các bác một vùng bán khi nhịp hồi hợp lý. Tất nhiên là phải định giá được là nó không, con này đã quá cao rồi, bây giờ phải bán thôi. Đúng không? Thì chúng ta mới bán, không ai bán. Được không? Cái đó là cái các bác sẽ phải lưu ý nhá. Khi sử dụng nhớ là phải sử dụng chuẩn. Sai là chết đấy nhá, xem đi xem lại nhiều lần vào nhá. Đấy, ok, đó là Fibonacci thoái lui, đúng không? Còn tiếp theo này, có một cái nữa mà em muốn chia sẻ với các bác, cái đó là về điểm gì?
điểm mua một cổ phiếu đúng không, và điểm bán khi nó hồi kỹ thuật đúng không, và điểm bán khi nó hồi kỹ thuật, hướng dẫn cho cả hai rồi nhá, không ấy nhá, không hỏi lại nhá, hướng dẫn cho cả hai nhá. Rồi còn bây giờ nó sẽ là một cái mà các bác sẽ phải 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 nắm được này. Ví dụ có DG này chẳng hạn, các bác đang cầm ở vùng giá, ví dụ vùng giá 33, 32, các bác hỏi em là em ơi con DG nó còn lên được vùng nào nữa em, đúng không? Ví dụ như các bác vùng cầm vùng giá 32 mà bây giờ con DG nó đang về cái vùng 62 này rồi, các bác bảo em ơi DG đây nhá, bỏ qua cái chỗ này này, ví dụ con này đang chạy đến đây rồi, đây nó đang ở đây, thấy không, đúng cái chiều giá như thế này luôn. Khi mà nó chiều giá như thế này xảy ra đúng không, các bác sẽ bảo với em là em ơi con DG liệu còn chạy được nữa không, thì em sẽ view một cái gọi là Fibonacci mở rộng trên đường xu hướng, có phải nó đang trong xu hướng tăng không, em sẽ lấy cái đáy của nó, em sẽ lấy cái đỉnh gần nhất của nó là cái nhịp thứ hai, em sẽ lấy cái đáy thứ ba của nó là cái nhịp này đúng không, các bác kéo ra xem đúng không, cái đáy nó đã tạo trước đó đấy, và em sẽ view ra kéo xa ra, em sẽ được là cái giá mà nó sẽ có thể hướng tới thì cũng đếm cái ở cái này thì các bác không đếm 3 4 5 nhá. Khi mở rộng xuống đường xu hướng chúng ta mới đếm là 3 4 5. Còn khi lên thì các bác lưu ý giúp em, nó sẽ có một cái đường màu xám thế này. Cái đường màu xám thế này các bác này. Các bác nhìn thấy cái đường màu xám không? Hay còn gọi là chúng ta là cái đường mà 100% đấy. Đấy, thì cái đường màu xám này sẽ là cái đường mà các bác hướng tới. À con này nó có thể lên tới vùng 100 này đấy. Còn yếu hơn nó có thể lên tới hai cái vùng màu xanh này. Hay còn gọi là cái này 1 2 3 4 5 6 7 thì nó thường lên tới 5 6 7 nha. Nó thường lên tới 5 6 7 thì các bác lưu ý giúp em khi mà sử dụng Fibonacci mở rộng trên đường xu hướng. Thì cái này nó sẽ giúp các bác là gì? Xác định được điểm bán phù hợp đối với cổ phiếu đang tăng giá mà mình đã cầm ở vùng giá dưới, thì liệu cổ phiếu này view của nó còn lên được vùng bao nhiêu, thì có thể sử dụng thêm một cái công cụ này nữa. Đó, em ví dụ một con khác nhé. Em ví dụ một con khác đó là con HPG chẳng hạn, đúng không? HPG nhưng mà phải ở nhịp tăng giá của nó. Đấy, nếu mà các bác cầm ở vùng đáy này chẳng hạn, các bác cầm ở vùng đáy này chẳng hạn mà lên đến đây nó có một nhịp giảm này, các bác nhìn nhá, em view nhá. HPG đáy này lên đây có một nhịp này đúng không? Cái đỉnh của nó đây đúng không? Thì view đây. Đấy. Thì khi đó là các bác nào mà bắt đáy ở đây này, nó cây lên đến nó hồi này thì các bác sẽ bảo ôi liệu nó hồi được đến vùng nào, nhỉ nó chưa gãy chen thì liệu nó hồi vùng nào nhỉ? Thì khả năng em sẽ bảo nó là sao? Đây, nó sẽ lên được vùng đó là vùng 31, 34 đến 38. Đấy các bác thấy không? Lên vùng 38 này nó bắt đầu bị chỉnh chưa? Vùng 38 bắt đầu điều chỉnh chưa? Các bác thấy không? Đây là cái mà các bác sẽ phải sử dụng Fibonacci mở rộng trên đường xu hướng để xác định điểm bán cho phù hợp nếu mà đang lãi nha. Tất cả chỉ áp dụng trong xu hướng tăng. Ok, còn xu hướng giảm thì các bác sẽ phải áp dụng cái Fibonacci thoái lui làm sao? Đây, như em áp dụng Fibonacci thoái lui này. Con Hòa Phát nha, từ đỉnh này xuống này đến cái đáy gần nhất này, em sẽ biết là bán là nhịp hồi bao nhiêu? 3, 4, 5, có đúng bán là nhịp này là chuẩn chưa? Bán đúng đỉnh luôn. Đúng không? Trong một xu hướng giảm thì có phải bán đúng đỉnh ở nhịp hồi này chính là điểm này không? Ok, cảm ơn các bác rất nhiều. Hy vọng rằng video này giúp được các bác trong quá trình đầu tư của mình với một điểm mua, điểm bán. Ok, đây là những cái kiến thức, công thức trong đầu tư đấy. Thực sự là em hy vọng là chẳng biết là có ai chia sẻ cho các bác không, nhưng mà đây là những cái công thức. Cảm ơn các bác rất nhiều. Nếu thấy hay để lại một comment, một like, muốn vào room khách hàng để em quản trị tốt hơn, có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo trên màn hình. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác đầu tư thành công nhá. Theo dõi anh Lương Việt hàng tối nhá.